Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Stu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và video tuần này của mình là cách mà mình rèn luyện sự tập trung và bình tĩnh. Thì các bạn đang trong mùa thi nên là các bạn ôm một lượng kiến thức rất là lớn nên việc tập trung rất là quan trọng đúng không? Thì với những bạn nào mà không có thể tập trung và khó tập trung được thì mỗi ngày thì các bạn rèn luyện từ 30 phút đến 1 tiếng để có sự tập trung của mình nhé. Hãy xem video tiếp. Đầu tiên thì mình sẽ nói về sự tập trung. Mình thiết lập một không gian học tập có một kệ sách. Và nhân vật chính của mình ngày hôm nay đó là tóc xoăn đen và rất là thích mặc áo màu xanh. Bạn ấy đang cầm một cuốn sách. Thì đây là những gì mình trải nghiệm trong quá khứ, nên mình sẽ làm ra một câu chuyện. Và những cái mà kinh nghiệm của mình đã trải qua thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Về việc đọc sách thì giúp cho các bạn tĩnh lặng. Lý do tại vì sao mỗi lần mình thấy mình đọc sách mình rất là nghiêm túc ấy. Mình cực kỳ nghiêm túc luôn. Và mình suy nghĩ, khi mà mình đọc, mình thấm vào cái câu chuyện đó rồi, mình bắt đầu suy nghĩ đến những cái vấn đề trong quyển sách đấy. Và sau khi mà khoảng thời gian mà mình đọc xong, mình suy nghĩ xong rồi ấy, đầu óc của mình cực kỳ minh mẫn luôn. Bắt đầu nó như kiểu là có một cái gì đó nó cảm hóa tinh thần của mình ấy, giúp cho mình minh mẫn hơn. Khi đầu óc của mình đã minh mẫn rồi ấy, thì mình sẽ đọc lướt và ghi nhớ nội dung rất là nhanh. Lúc đó mình đã tập trung vào cái câu chuyện của mình rồi ấy. Thì các bạn nên dừng lại nhé và chuyển qua việc học hoặc là chuyển qua công việc mà các bạn cần sự tập trung. Mình ghi chú nội dung là các bạn nên lựa chọn một cuốn sách an toàn, đó là cuốn sách mà các bạn rất là thích đọc. Thứ hai đó là chạy bộ. Nếu như nhà các bạn có quá ít sách giống như tiền tiết kiệm mấy xu của các bạn, hoặc là những cuốn sách đó các bạn đọc đi đọc lại rất là nhiều lần hơn cả mấy ngàn tập của cô dâu 8 tuổi, thậm chí là các bạn không có tâm trạng đọc sách vì thất tình hay là lo lắng cho việc học tập hoặc là công việc trong tương lai của các bạn, thì mình khuyên là các bạn hãy nên chạy bộ hoặc là đi bộ. Các bạn có thể ra công viên, hoặc là các bạn có thể tập thể dục tại nhà nhé. Nếu như các bạn có thể tập thể dục ngoài công viên thì ngoài công viên nó vừa thoáng vừa mát, các bạn có thể rủ thêm bạn bè hoặc người thân chạy bộ cùng mình. Thứ nhất ấy, khi mà các bạn chạy bộ, đầu óc của các bạn minh mẫn hơn. Thứ hai là giúp thể lực của các bạn tốt hơn. Thứ ba là giúp các bạn mắt sáng ra. Lý do tại vì sao ngoài công viên có rất là nhiều trai xinh gái đẹp ấy. Mình đang hướng theo hướng tích cực nhé. Các bạn chỉ chạy bộ thôi, đừng có ngắm nhiều nhé. Và vấn đề quan trọng của các bạn ra ngoài công viên đó là chạy bộ, nên là ngắm ít thôi nhé. Để tập trung vào việc chạy bộ để giúp cho các bạn đầu óc minh mẫn hơn. Thì cái việc mà chạy bộ hoặc là đi bộ ấy sẽ giúp tế bào mới được sản xuất ở trong não. Thì cái này được gọi là tế bào thần kinh. Nó sẽ giúp hỗ trợ tăng cường trí nhớ, củng cố tinh thần và giúp cho tinh thần của các bạn thoải mái hơn nha. Và xin lỗi các bạn, dành vài giây cho chương trình quảng cáo. Chương trình quảng cáo ngày hôm nay gồm sticker, sổ và bút. Thì những cái sticker mình đang dính ở trên đây là do mình tự vẽ, và mình vẽ bằng màu Midgard. Sổ của mình là sử dụng sổ của Clone, bút của mình là bút đường tặng. Bây giờ quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay, việc chạy bộ hoặc là đi bộ sẽ giúp cho các bạn tăng năng lượng endorphin. Đây là một dạng năng lượng giúp tinh thần của các bạn hưng phấn và hạnh phúc hơn. Thì hầu hết những các bạn nào đã chạy bộ hoặc đi bộ rồi ấy, thì khi mà các bạn chạy được khoảng một thời gian khoảng 15 đến 20 phút thì các bạn cảm thấy tinh thần của các bạn cực kỳ thoải mái đúng không? Và mình cũng vậy. Và mình chú ý là khi mà các bạn đi bộ hoặc chạy bộ ấy thì đi đôi giày thật là êm nhé. Nhớ mang một chai nước để uống nước khi mà các bạn khát. Và khi mà chạy bộ xong ấy thì đừng có ngồi xuống ghế, hãy đứng khoảng 2 đến 5 phút sau đó ngồi lên ghế nhé. Thứ ba là trồng cây cảnh. Nếu như các bạn đang không có tâm trạng đọc sách vì quá buồn hay là chạy bộ tập thể dục quá mệt thì mình nghĩ là các bạn nên ra cái khu trồng cây cảnh hoặc là cây kiểng nhà các bạn để có thể tưới cây, nhặt cỏ hoặc là xới đất cho cây. Nhà mình thì không có một cái khu official cho trồng cây cảnh. Hồi đó thì mình chỉ có một cái khu trailer trồng cây cảnh của mình thôi. Các cây cảnh của mình là mình thu nhặt hoặc là mình đi xin từ bạn bè về trồng. Cái khu nhỏ nhỏ của mình như vậy ấy. Nó là một cái khu nhỏ nhỏ. Mỗi lần mình buồn hay là mình có tâm trạng gì đó thì buổi chiều nhà mình á, cái hướng bóng nhà nó rất là mát qua cái khu đó luôn. Nên là mình sẽ xuống cái khu trồng cây cảnh của mình để mình xới đất hoặc làm cỏ cái khu đó. Trước đây thì mình không có biết tác dụng chính của việc trồng cây cảnh đâu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà mình trồng cây cảnh á, lúc đó mình đang rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng mình ngồi một lúc sau đó thì mình thấy tinh thần của mình nó thoải mái hơn rất là nhiều. Và mình không có suy nghĩ quá nhiều về vấn đề căng thẳng trước đó nữa. Thì sau này mình có đọc một vài tài liệu khoa học thì có nói là trong việc trồng cây cảnh sẽ giúp giảm stress, mệt mỏi, tăng sự tự tin và yêu đời. Ngoài ra thì có một vài tài liệu có nói về việc hỗ trợ cho các bệnh nhân. Bệnh nhân ở đây là những người lớn tuổi đó các bạn, hoặc là phòng bệnh
suy giảm trí nhớ hoặc là mất trí nhớ. Bởi vì khi mà trồng cây cảnh sẽ giúp cho các bạn yêu đời hơn, sẽ giúp các bạn tinh thần thoải mái hơn và trong trí não của các bạn thanh bình sau những cái lo toan và những cái stress ấy. Và thứ tư đó là nghe nhạc. Tông của mình sử dụng chủ đạo đó là tông xanh xám, như các bạn có thể thấy được đúng không? Nghe nhạc, yếu tố thứ tư. Mình thiết lập không gian học tập cho bạn ấy là ngồi gần cửa sổ vào buổi tối, khá là yên tĩnh vào lúc khoảng thời gian mà bạn ấy học bài và học thuộc lòng bài. Đây là cái cửa sổ, và bên ngoài nó chỉ có ánh trăng ánh sao thôi nhé, chứ không có cái gì ngoài đó đâu. Và đây là những âm nhạc mà bạn ấy sẽ nghe, và bạn ấy đang đeo tai nghe để học thuộc bài, rất là tập trung. Và bạn ấy, các bạn có thể đeo tai nghe hoặc là mở loa nhỏ. Các bạn đừng mở loa đùng 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 đùng, các bạn sẽ không học được đâu. Và âm nhạc của các bạn sử dụng thì các bạn có thể sử dụng nhạc không lời. Mình bình thường ấy, mình hay nghe nhạc piano. Mình không biết tại sao mà khi mình nghe piano ấy, đầu óc của mình rất là tập trung và mình cảm thấy rất là thoải mái. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng các loại nhạc khác, ví dụ như là baroque, study, hay là những âm nhạc giúp cho các bạn, tinh thần của các bạn tập trung hơn. Mình khuyên là các bạn nên tìm cái loại nhạc phù hợp với các bạn, chứ đừng nghe theo số đông nhé. Bởi vì tùy loại nhạc thì phù hợp với mỗi người. Hai là bình tĩnh. Các bạn sẽ bị mất bình tĩnh trong phòng thi nếu như các bạn nhận được một cái tờ đề từ giám thị nó không trúng tủ. Các bạn sẽ lo lắng và tim đập rất là nhanh. Tim đập nhanh đến cái mức mà hơn khi mà các bạn gặp crush. Và mình sẽ chia sẻ một vài cái tip để giúp cho các bạn trấn tĩnh và bình tĩnh lại tinh thần. Đầu tiên thì các bạn nhắm mắt. Các bạn nhắm mắt khoảng 20 giây để trấn tĩnh tất cả lại mọi thứ. Bởi vì mọi chuyện cũng đang diễn ra rồi, không có thể thu hồi lại được đúng không? Mình hãy làm tốt những gì mình có là được. Thứ hai là uống một vài ngụm nước. Tiếp theo đó là nếu mà vẫn không được thì các bạn hít thở nhé. Hít vào xong rồi thở ra ấy. Hít thật sâu xong thở ra. Sau đó thì trấn tĩnh mọi thứ và gợi nhớ sắp xếp lại những cái câu mà các bạn không trúng tủ ấy, sắp xếp lại và ghi ra và diễn giải những cái ý đó. Mình chắc chắn các bạn sẽ nhớ lại những cái kiến thức mà các bạn đã học thôi. Và mình nốt lại một vài ghi chú là nếu mà các bạn hãy nhớ đi vệ sinh trước khi thi nhé, để giúp cho các bạn bớt căng thẳng đi đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Và mỗi tuần thì mình sẽ ra video để giúp cho các bạn có những cái động lực bé nhỏ trong mùa thi. Tuy là video của mình nó không quá về học thuật cho lắm, nó chỉ là những cái gì mà mình đã trải qua thôi, mình sẽ làm để giúp đỡ cho các bạn. Và nhớ hãy like, subscribe và share để ủng hộ channel của mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra video đầy đủ vào mỗi tuần. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yêu tất cả mọi người. Và mình là Stu.